Chào mừng tất cả quý anh chị em và các bạn đã quay trở lại với channel của Hân Music. Rất vui lại được gặp mọi người trong chuyên mục review guitar. Hôm nay em lại tiếp tục trải nghiệm với mọi người một cây guitar đến từ thương hiệu Flamenco. Thì trước đây em đã cùng với mọi người trải nghiệm dòng guitar ZX35 Pro cũng như là ZX25CE. Thì hôm nay em lại tiếp tục cùng với mọi người trải nghiệm dòng guitar ZX20CE. Và đây là cây đàn của chúng ta, đây, đến từ thương hiệu Flamenco. Đối với cái dòng guitar đến từ thương hiệu Flamenco thì mọi người cũng đã biết rồi, hãng luôn tuyển chọn những bộ gỗ chất lượng nhất cũng như là ngoại hình và âm thanh rất là tuyệt vời, thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm vào Flamenco nhé. Rất là đẹp, mọi người có thể thấy sơ qua là rất là đẹp. Bây giờ thì em xin mời mọi người cùng trải nghiệm về ngoại hình cũng như là thông số kỹ thuật của cái đàn Flamenco ZX20CE nhé. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy cái đàn này thì được sơn bóng hoàn toàn từ đầu đến cuối, từ cần cho đến thùng body. Đấy. Đấy, rất là đẹp. Nhìn ở những góc độ khác nhau thì bộ gỗ sẽ hiện lên những cái vân khác nhau. Đấy, nó có cường ngang luôn nha mọi người nhá, rất là tuyệt vời. Đây là hông đèn. Đấy. Mọi người có thể thấy vân gỗ rất là chi chít, rất là dài luôn. Mặt top được làm bằng gỗ Sitka Spruce. Cần đàn của chúng ta thì được làm bằng gỗ mahogany như mọi cây đàn cao cấp khác, và nước sơn của chúng ta ở cây đàn này thì rất là cao cấp. Mọi người có thể thấy cái bóng đèn soi rất là tuyệt vời và nhìn rất là chân thật luôn nhé mọi người. Đấy. Đầu đàn của chúng ta rất là đẹp. Và về ngọn đàn cũng như là mặt sấp, mặt phím và đầu đàn thì đều được làm bằng gỗ cẩm ấn nhé mọi người nhé. Đấy, mọi người có thể thấy đây, soi chi tiết cho chúng ta có thể thấy đây là gỗ cẩm ấn nhé mọi người nhé, và ngựa đàn của chúng ta cũng như vậy luôn. Thì xương đàn cũng được làm bằng xương bò cao cấp và âm thanh của nó phát ra rất là tuyệt vời, cũng như là giữ được cái độ chân thật rất là cao. Khóa đàn của chúng ta thì được làm bằng khóa vàng và tay nắm là màu trắng ngọc, rất là cao cấp và tương tự như những cái dòng ZX35 Pro hoặc là ZX25CE. Thì cũng như các cây đàn khác của Flamenco thì chúng ta cũng được trang bị một bộ EQ hiệu ứng bao gồm delay, reverb cũng như là bắt sóng Bluetooth kết hợp với các app ứng dụng trên điện thoại cũng như là phát nhạc, rất là tuyệt vời nhé mọi người. Ở trong thùng đàn thì chúng ta cũng có một bộ loa để phát nhạc hoặc là phát các hiệu ứng này ra nhé mọi người nhé. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng trải nghiệm thông số kỹ thuật cũng như là cấu tạo của cây đàn ZX20CE. Bây giờ em xin mời mọi người cùng trải nghiệm âm thanh của cây đàn này nhé. Và trước tiên là âm thanh mộc nhé mọi người. Tiếp theo là âm thanh có hiệu ứng nhé mọi người nhé. Đầu tiên là hiệu ứng reverb. Thank you.
Tiếp theo là hiệu ứng delay. Và đây là âm thanh của chúng ta khi kết nối với dàn loa nhé mọi người. Và vừa rồi thì em đã cùng với mọi người trải nghiệm cây guitar ZX20CE. Thì em rất là mong đã đưa ra mọi người thật là nhiều thông tin, cũng như là đã giúp cho mọi người có thêm nhiều góc nhìn về cây đàn ZX20CE. Và nếu mọi người có nhu cầu trải nghiệm thực tế hoặc là mua đàn online thì có thể liên hệ với H Music Shop qua số điện thoại là 0888 517971, hoặc là đến trực tiếp cửa hàng của H Music Shop tại địa chỉ là 371-2 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn mọi người trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.